Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Xuân Tốc Đỏ. Thì bây giờ em sẽ test theo yêu cầu của các bác đôi loa Major Bass 25. Thì cái loa này bên em đang có chương trình bán giảm giá rất là mạnh, chỉ có 3 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Loa bao gồm là bột, cặp loa full Bass 25, xương đúc, gân vải, mỗi loa là gồm có 3 chiếc tép. Đấy, loa này có công suất là 250W. Major đây là một cái công ty, một cái thương hiệu đến từ Italia. Thì bây giờ thì em sẽ test thử cái chất âm của cái loa này để theo yêu cầu của rất nhiều bác. Thì em sẽ đăng lên. Rất mong các bác ủng hộ kênh của bên em và sẽ có những cái sản phẩm, những cái thông tin, những cái sản phẩm mới nhất, những cái chính sách bán hàng tốt nhất phục vụ tất cả các bác. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Mời các bác nghe thử cái chất âm của loa Major này bằng cách là các bác có thể là xem bằng đường link ở bên dưới phần bình luận hoặc là phần miêu tả của video này. Thì bên em đều có để những cái đường link để dẫn đến cái video bên em test nhạc này, hoặc là các bác có thể là xem hết video này thì sẽ có lên một cái cửa sổ đề xuất nằm ở cuối video, nó sẽ các bác chỉ cần click vào cái cửa sổ đó để sang cái video test âm của cái loa Bass 25 này. Xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.